Tôi chuyên cắt chìa khóa. Đối tượng đấy em đều có cái xe tay cắt chìa khóa đây. Có ô tô có chìa khóa đây.
chìa khóa đây. Trung tâm ứng dụng, trung tâm ứng dụng công nghệ mới để tài lái xe 90 nhân dân. Có ai đã biết vừa đỏ giấy khai sinh, giấy khen ép chất lượng cao mới này. Có cắt được các loại chìa khóa, ai cắt chìa khóa đây. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới để tài lái xe 90 nhân dân. Có ép lắp tích vừa đỏ giấy khai sinh, giấy khen ép chất lượng cao mới này. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. Chìa khóa, cắt chìa khóa đây. Chìa khóa, cắt chìa khóa đây. Phải đúng. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. Có cắt được các loại chìa khóa, ai cắt chìa khóa đây? Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. Có cắt được các loại chìa khóa, ai cắt chìa khóa đây? Chúng tôi ứng dụng tích vừa đỏ giấy khai sinh, giấy khen ép chân lượng cao mới ngay. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. Có cắt được các loại chìa khóa, ai cắt chìa khóa đây? Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép rẻ bằng lái xe 90 nhân dân. Có ép lắp tích vừa đỏ giấy khai sinh, giấy khen ép chất lượng cao mới ngay. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. Có cắt được các loại chìa khóa, ai khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. Nhất là chúng ta vô này, cho luôn này. Các loại chìa khóa, cắt chìa khóa đây. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới, để gắn rẻ chân lượng. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. Có cắt được các loại chìa khóa, ai cắt chìa khóa? Công nghệ mới ép rẻ bằng lái xe 90 nhân dân. Có ép lắp tích vừa đỏ giấy khai sinh, giấy khen ép chất lượng cao mới ngay. Tôi chuyên cắt chìa khóa, giấy khai sinh, giấy khen ép chất lượng cao mới ngay. Tôi chuyên cắt chìa khóa, chép con thì 40, đúng không, 30. Hết rồi, nào đây. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. Có cắt được các loại chìa khóa, ai cắt chìa khóa đây? Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe 90 nhân dân. Có ép lắp tích bìa đỏ giấy khai sinh, giấy khen ép chất lượng cao, loại chìa khóa, ai cắt chìa khóa đây? Trung tâm ứng dụng công, ai cắt chìa khóa đây? Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe 90 nhân dân. Có khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. Có cắt được các loại chìa khóa, ai cắt chìa khóa đây?
chìa khóa đây. Xìa luôn. Chúng ta khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. Tôi xin chuyển trung tâm ứng dụng công nghệ mới các nhà văn hóa xa chính nhân dân có các nhất thiết địa đoàn thế quan sinh thế quan trung tâm ứng dụng công nghệ mới các nhà văn hóa xa chính nhân dân có các nhất thiết địa đoàn thế quan sinh. Còn có một bác về hỏi đấy, nhưng mà đúng không? Trái lựa phải cũng chỉ có 10.000 đồng ba sản phẩm, ba sản phẩm cũng chỉ có 10.000 đồng, 10.000 đồng ba sản phẩm, ba sản phẩm cũng chỉ có 10.000 đồng. Bà con ơi, quá trời đẹp, quá trời rẻ luôn nào. Băng nhíp cũng chỉ có 10.000 đồng, băng dính 10.000 đồng ba cái cũng chỉ có 10.000 đồng. Lượng bàn, tất tay, tất chân 10.000. Nhưng tay cầu lượng mà dù đi quý vị anh chị và các bạn, vẫn ai em cũng bán, em bán từ người già cho tới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cơ hở đê. Quay quay tới sân hàng 10.000 đồng 3 mét.